Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này gồm có những nội dung chính sau: phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh, phóng sự có một tấm lòng vàng giữa cuộc đời, mục ống kính cảnh sát phản ánh về chuyên án lừa đảo mua bán qua mạng. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thông tư 09/2015 của Bộ Công an và tổng kết 7 năm triển khai thực hiện quyết định của Bộ Công an về ban hành quy định điều lệnh cảnh sát khu vực. Với đặc điểm của một địa phương đang trên đà phát triển, thì lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn thiếu. Nhiều đồng chí phải phụ trách từ 2 đến 3 địa bàn, có số lượng dân cư đông với trên 600 hộ. Tuy nhiên, trước những khó khăn như vậy, nhưng lực lượng cảnh sát khu vực Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, kịp thời giải quyết những vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Lực lượng cảnh sát khu vực Công an tỉnh Quảng Bình đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, khám phá các vụ án và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện thông tư 09/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định điều lệnh cảnh sát khu vực lần này để thay thế điều lệnh cảnh sát khu vực năm 2007 nhằm từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đợt 2 năm 2015. Sau một thời gian thực hiện công tác xét tuyển, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tuyển chọn 79 công dân đủ điều kiện phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Đây là những chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quân sự, võ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ mới ra sức tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các bậc cha anh đi trước, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân. Thay mặt cho 79 chiến sĩ tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân lần này, Chiến sĩ Vương Công Hòa đã phát biểu, bày tỏ quyết tâm rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Dân Hóa năm 2015. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an huyện đã nêu khái quát đặc điểm tình hình liên quan đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện nói chung, xã Dân Hóa nói riêng. Với vị trí địa lý của xã Dân Hóa, nằm tiếp giáp với đường biên giới Việt-Lào, có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại, giao thương buôn bán, làm ăn, sinh sống. Thời gian qua, trên địa bàn xã Dân Hóa cũng đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Ngoài làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Minh Hóa cũng đã thường xuyên tranh thủ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Dân Hóa vào công tác an ninh trật tự. Đa số người có uy tín của xã Dân Hóa đều có ý thức tham gia tốt, tích cực tuyên truyền, vận động con em mình và bà con làng xóm bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng địa phương, thôn xóm bình yên, giàu mạnh. Thưa quý vị và các đồng chí, qua những chuyến làm việc tại trại giam Đồng Sơn, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an, chúng tôi được biết đến nữ quản giáo Cao Thị Hồng Vân không chỉ là một chiến sĩ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ chị Cao Thị Hồng Vân qua phóng sự sau đây để thấy rằng giữa cuộc sống bồn bề này cần lắm những tấm lòng nhân ái như chị. Hàng ngày, chị Cao Thị Hồng Vân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa các phạm nhân nữ với nhiều mức án khác nhau đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Với kinh nghiệm trong nghề và sự đồng cảm chân thành của mình, chị đã lấy cái tâm, cái tình để cảm hóa phạm nhân. Vì vậy, có nhiều người trong phạm nhân được mãn hạn tù trở về nhà đã quay lại trại giam để cảm ơn chị, người khai sinh ra họ lần thứ hai trong cuộc đời này. Chị Vân thấu hiểu rằng để cảm hóa, giáo dục được nhiều phạm nhân quay đầu hướng thiện, điều cốt lõi phải luôn thấu hiểu tâm lý của họ, sẻ chia những tâm tư khó khăn trong cuộc sống như những người thân trong gia đình.
Song song với đó là giúp họ có tay nghề tốt để xây dựng một tương lai vững chắc, trở thành người có ích khi trở về với gia đình và xã hội. Với trường hợp của phạm nhân Ngân Thị Thủy, mặc cảm về tội lỗi đè nặng khi phải bỏ lại đứa con thơ 3 tháng tuổi. Chấp hành án vì tội mua bán tàng trữ ma túy, Thủy hoàn toàn mất liên lạc với gia đình sau đó. Nỗi nhớ thương con da diết nhưng bất lực khiến Thủy nhiều lần muốn kết liễu đời mình. Bằng sự nhạy bén của một cán bộ quản giáo lâu năm và cảm quan của một người phụ nữ, chị Cao Thị Hồng Vân đã quan tâm, động viên Thủy như một người bạn, một người chị. Đồng thời, bằng nhiều cách khác nhau, chị Vân đã giúp Thủy liên lạc với gia đình mình. Một người ốm đau mình thật mà không có người thân, không có gia đình mà cũng chẳng ai để mà dựa vào để những lúc ốm đau. Nhưng cũng may là từ khi nhập trại, cán bộ cũng thương và cũng đã cho tôi thấy được cái con đường mà để cho tôi tiến hơn nữa. Chị Cao Thị Hồng Vân còn quan tâm giúp đỡ người thân, con cái của họ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi may mắn được theo chân chị Cao Thị Hồng Vân tham gia buổi lễ khai giảng của các em trường tiểu học số 3 Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình. Mấy ai biết rằng, dù công việc bận rộn, nhưng nhiều năm qua, chị Cao Thị Hồng Vân vẫn dành dùm tích góp và dùng số tiền này trao tặng những suất quà cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi. Những em nhỏ có bố mẹ hiện đang chấp hành án tại các trại giam trên địa bàn, với mong muốn các em được tiếp tục đến trường. Trong những năm qua, chị Cao Thị Hồng Vân đã đồng hành với nhà trường, chia sẻ những cái khó khăn đối với những em nghèo ở trong nhà trường. Trong những năm vừa rồi là chị vẫn là luôn luôn đồng hành với nhà trường, và năm học này, đặc biệt năm học này, thì đã mở rộng ra rất là nhiều nhân tố mới để tôi là cùng chia sẻ với các em, để từ đó để mà cảm hóa được những cái thành phần mà đang còn có những cái lời suy nghĩ lệch lạc về cái đường đi của họ, và nhìn thấy những cái hành động của chị để thấy được cái việc làm ý nghĩa của chị, để rồi là thấy cái trách nhiệm của mình đối với xã hội ngày một tốt hơn. Với những suất quà nhỏ hay những chiếc ghế đá, chị Cao Thị Hồng Vân mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi, môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh nghèo vượt khó, những em nhỏ không may có hoàn cảnh gia đình chưa trọn vẹn. Xuất phát từ những cái tình cảm và lòng nhân ái của tôi, thì tôi cũng mong các em nhận những phần quà đó để hỗ trợ thêm một phần kinh khí phí để các em cùng vươn lên trong học tập và không mặc cảm về cuộc sống bên ngoài, và cùng nhau cùng các em học sinh nghèo vượt khó và tiến bộ hơn và học tập tốt hơn. Chị Vân tin rằng những hành động thiện nguyện của mình sẽ giúp cho bố mẹ các em, những phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam trên địa bàn yên tâm tiếp tục cải tạo thật tốt, sớm trở về nuôi dạy bảo bọc các em trong tình yêu thương. Quay trở lại với nhiệm vụ của một quản giáo tại trại giam Đồng Sơn, niềm hạnh phúc giản đơn của chị là chứng kiến những phạm nhân nhận ra lỗi lầm trong quá khứ, tích cực lao động, cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Rồi mai đây, họ trở về với xã hội, bằng những nghề đã được học trong trại giam Đồng Sơn, bằng trái tim được cảm hóa, họ sẽ là những con người có ích cho xã hội. Còn chị Cao Thị Hồng Vân vẫn ngày đêm lặng lẽ ươm mầm hướng thiện cho những phạm nhân cùng những việc làm thiện nguyện của mình. Thưa quý vị và các đồng chí, mạng xã hội là một trong những công cụ tiện ích để mọi người có thể trao đổi, trò chuyện và là cầu nối nhanh nhất để mọi người có thể kết bạn với nhau. Vào Internet không chỉ là nơi giao lưu trực tuyến, mà còn hơn thế, vừa mang lại lợi ích thương mại, vừa là nơi để mỗi cá nhân có thể tìm hiểu mọi thứ liên quan chỉ với vài thao tác nhấp chuột. Không thể phủ nhận những tiện ích do loại hình này mang lại. Song đây cũng là con dao hai lưỡi khi người dùng nó thiếu sự cảnh giác. Một trong những hệ lụy mà người dùng mạng xã hội vấp phải đó chính là sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng phạm tội.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet. Đối tượng phạm tội là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Lợi dụng việc một số người dân ra vặt miễn phí để bán xe mô tô trên mạng chờ tốt.vn, Tùng đã chủ động liên hệ và giới thiệu là người muốn mua lại chiếc xe cần bán, nên hẹn địa điểm, gặp mặt và xem xe. Sau khi gặp nhau, Tùng lấy cớ là muốn chạy thử xe trước khi mua, nên những người bán cũng không hề hay biết đó chính là cái bẫy mà Tùng đưa ra. Khi lấy được xe thì Tùng chạy mất tăm và đi chỗ khác để tìm nơi tiêu thụ. Những chiếc xe rao bán ở đây đều là những chiếc xe mô tô đắt tiền, có giá từ 40 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, khi chiếm đoạt được, Nguyễn Văn Tùng tìm cách tiêu thụ chỉ có giá từ 4 đến 10 triệu đồng mỗi chiếc với thủ đoạn hết sức đơn giản. Thủ đoạn của đối tượng thì hẹn các điểm như quán cà phê, những người cần rao bán đó đi đến nơi, tức là đối tượng đi đến nơi như trên các địa bàn của những người cần rao bán xe, như địa bàn Đà Nẵng thì đối tượng lại đi vào đến Đà Nẵng, Huế thì họ đối tượng đến Đà Nẵng đến Huế để tìm kiếm liên lạc với những người rao bán xe đến Quảng Trị, và tương tự như Quảng Bình cũng vậy, đến nơi và hẹn hò ở quán cà phê, sau đó gặp gỡ trao đổi một đôi chuyền và mượn xe đi thử, xong đó đi lại vòng một đôi lần để lấy lòng tin của người cần bán xe. Thì lần cuối cùng là đi luôn, sau đó thay đổi các số liên lạc điện thoại, từ đó là bị hại cũng không liên lạc được với đối tượng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai nhận, từ đầu năm 2015 đến nay đã thực hiện trót lọt 7 vụ ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã thu hồi toàn bộ số xe mà Tùng chiếm đoạt và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Có thể nói, qua vụ việc này, mỗi người dân cần phải đề cao cảnh giác để phát huy tốt các tiện ích mà mạng xã hội mang lại, đồng thời tránh được những hệ lụy do mạng xã hội gây nên. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.